Xin chào các bạn ha. Tình hình là mình vừa mới đổi phone. Mình đổi qua S21 Ultra. Đây là S21 Ultra của mình. Cái phiên bản này mình phải order khoảng 4-5 tuần gì nó mới về tới đây. Tức là mình order này từ hồi tháng 1 rồi, lúc mà Samsung họ mới giới thiệu ra luôn á. Thì đây là phiên bản, mình không nhớ nó là như là Silver Titanium Phantom gì đó. Thì mặt lưng đằng sau là bằng kính nhưng mà họ phủ một cái lớp lên mình giống như là kiểu lớp titanium vậy đó. Nói chung là họ vẫn nói là bằng kính thôi. Còn phía trên camera này, chỗ này thì nó giống như là một cái lớp gọi là họ làm bằng nó làm bằng carbon fiber, mấy cái mà hay dùng ở trong xe hơi á, nhìn nó trông nó sang sang hơn, với lại nó cũng kiểu hầm hố hơn á. Thì ba camera, cái này là zoom zoom kiểu zoom tàu ngầm nè. Còn này là ống kính thường, và đây là trên này là góc rộng, còn đây là cái ống kính gì đó thì mình không biết. Còn cái này là laser, focus laser để mà nó focus chính xác hơn. Cầm khá là đầm tay, nặng. Màn hình to, to hơn cái S10, và màn hình mình thấy là nó cũng khá đẹp. Rất đẹp chứ không phải là khá đẹp. Màn hình rất đẹp, màn hình 2K. Còn đây là cái S10 của mình. Đây là S10. Còn đây là S21 Ultra ha. Hình ảnh nó cũng đẹp quá, đẹp quá trời. Nghe nói là cái màn hình này hiện tại đang là sáng nhất hiện tại luôn, 1500 nit. Sáng nhất hiện tại luôn, thế nên là có đem ra ngoài trời nắng thì nó cũng vẫn hiển thị tốt. Và nhìn cái màu đen nè, rồi cái sắc đen trên này. Màu đen. Nói chung là hình rất là nổi, rất là nổi, rất là đặc biệt, rất là đẹp. Thực ra thì mình cũng ban đầu mình cũng không muốn đổi đâu, tại vì mình thấy một cái deal nó tốt quá. Lúc mà Samsung nó ra khuyến mãi rất là tốt nên mình quyết định là mình đổi. Đây là cái phone cũ của mình, S10 cộng. Nó nhẹ hơn cái phone này khá nhiều. Phone này mình kiểu như là cầm đầm tay á, rất là nặng. Và mình có cảm giác như là cái phone này nó dày hơn cái S10 của mình nữa. Hình như nó dày hơn thiệt và nó to hơn thiệt. Đấy, bạn thấy không, nó to hơn hẳn ha, dày hơn. Thì cái phone này giá khoảng 1.200 đô đó, mà mình đâu có dại gì mình bỏ 1.200 đô để mua một cái phone, đúng không? Thì thế nên là Samsung họ có khuyến mãi là họ mua lại cái phone cũ của mình với giá 550 đô. Thế là cái phone này còn lại 600 mấy, gần 700 đô đó. 700 đô. Thì rồi họ tặng thêm cho mình thêm 200 đô nữa để mà mua phụ kiện này nọ á. Thì coi như là hàng tặng đi. Thì những phụ kiện mà mình có được là một cái Galaxy Buds Pro hàng tặng, một cục sạc 25W để bảo vệ môi trường gì gì đó. Thì họ tặng, coi như là họ tặng đi 25W sạc nhanh ha. Tại vì á, cái hộp của S21 Ultra này thì nó rất là mỏng, nó bảo vệ môi trường mà, bắt chước Apple thôi. Rồi tặng thêm một cái hộp ở trên này nữa, thì hộp trên này nó là một cái hộp khử khuẩn, diệt khuẩn cho cái điện thoại của mình. Xong rồi kèm theo là nó là sạc không dây luôn. Cái hộp nó như thế này. Bên trong thì nó sẽ có hai cái đèn, nó phát ra một cái tia UV để mà diệt khuẩn. Thì mình có thể để một cái phone điện thoại của mình vào đây, và sau đó thì nó sẽ vừa diệt khuẩn, nó vừa sạc không dây cho cái phone của mình luôn. Mình coi như được một cục sạc không dây và một cái cục sạc để mà đi du lịch mình sạc nhanh. Đấy, thì nó như vậy. Và một lý do nữa mà mình đổi cái điện thoại này là vì hồi xưa cái điện thoại này của mình này là S10 cộng, nó không có quay được 4K 60 khung hình một giây. Và mình đổi qua bên này thì camera nó cập nhật rất là nhiều, rất là ok. Đó, to giống như là mấy cái hồ trân châu vậy, to chà bá. 5 camera, một cái 4 camera và một cái đỏ đỏ đó là cái laser gì đó để mà focus laser. Thì cái Samsung này của mình thì Made in Việt Nam, Manufacture in Việt Nam. Mình thấy tất cả các phụ kiện ở đây đều là Made in Việt Nam hết. Đóng gói ở Mỹ, à cái này đóng gói ở Mỹ thôi. Nhưng mà các bạn thấy không, Made in Việt Nam ha. Và cái tai nghe này cũng Made in Việt Nam luôn. Cái hàng dưới cùng đây là chỗ này nè, đó, Made in Việt Nam. Nói chung là tất cả những thứ này ở đây đều Made in Việt Nam hết. Hồi xưa cái này của mình là Made in Korea. S10 cộng này là Made in Korea của Hàn. Thì ở đây là Made in Việt Nam rồi. Quá ngon luôn. Thì mình có check thử thì phiên bản ở Mỹ thì nó sử dụng chip
Snapdragon 888 và đồ họa là Adreno là 660. Đó, đây là hàng ở Mỹ nha, chứ không dùng Exynos. Hồi xưa mình có sử dụng một cái con S7 mà sử dụng chip Exynos, mà nó giật, nó lag, nó không có được mượt, với lại nó nóng nữa. À, nói chung là mình ném mấy cái chip Exynos ra. Có dòng Samsung thì mình cũng không có nhận diện được khác biệt như thế nào đâu, nhưng mà mình kiểu như là mình dùng cũng quen rồi, nó mượt như nhau thôi, không có gì hết. Được cái camera thì zoom chà bá luôn, các bạn có thể thấy rồi chứ, zoom chà bá luôn nè, góc rộng này đây, đây là góc rộng, góc bình thường, góc zoom 3x, zoom 10x, và thậm chí là nó còn có thể zoom được 20x nữa cơ. Góc rộng, quay được góc rộng ultra 60 fps cũng chỉnh được luôn ha. Đấy, lên luôn, thấy không, ultra 60 fps luôn, góc rộng tuyệt vời. Thậm chí mình có thể quay 48k nữa thôi, nhưng mà thôi 8k không chơi đâu, nhu cầu là 4k rồi, bây giờ video người ta 4k hết rồi. Review sơ sơ qua cái phone mới của mình, cái mặt lưng này nó khá là trơn ha, nó bằng kính nhưng mà nó kiểu như làm như kiểu kim loại tay ta như gì hết, tại vì tay mình mồ hôi à, đụng vô cái mùi mồ nước nước không à. Thì nhưng mà cái mặt này á cực kỳ trơn, nên các bạn nào dùng cái này thì nên sắm một cái ốp cho nó ha, không là nó trượt một phát một là vỡ đấy, ổn lắm, ổn lắm. Đây, đây là cái ốp mà mình mua cũng vừa mới đến trong ngày hôm nay luôn, hên ơi là hên, không là không có ốp rồi, không có ốp thì xài con này mà nó trượt một cái nó vỡ thì chắc phải sót phải biết. $5 thôi đủ dùng rồi. Thì cái mặt lưng này á, nghe nói nó là bằng kính cường lực gì đó, nó bóng, mình mua hai cái, lượng một cái nó chưa về, nhìn nó cũng đẹp. Thì mình sẽ ốp cái con này vào đây, nhìn nó hơi màu mè xíu ha, cho nó đẹp. Đấy, ốp nó vô đây. Mình nghĩ là hôm nay là video review thôi ha, chơi sơ thôi, coi như hôm nay là video unbox đi, đập hộp đi. Ngày mai thì mình sẽ phải đi gửi, ngày mai mình quay ha, ngày mai mình quay một cái vlog mình đi gửi cái phone này ngược lại cho Samsung, họ sẽ thu lại cái này của mình. Ok, video này mình unbox cái này ra mục đích để câu view thôi. Bye bye các bạn, gặp các bạn trong vlog của ngày mai, mình đi gửi cái phone này cho người ta rồi mình đi vòng mua những đồ cần thiết. Vì ngày mai là ngày nghỉ mà. Ok, bye bye các bạn, gặp các bạn trong video của ngày mai nhé. Bye bye.